Bài 4. Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào? Mục bạn cần biết. Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự kết hợp giữa trứng của mẹ và tinh trùng của bố. Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là sự thụ tinh. Trứng đã được thụ tinh gọi là hợp tử. Quan sát và trả lời. Các hình dưới đây mô tả khái quát quá trình thụ tinh. Hãy đọc kỹ từng chú thích và tìm xem mỗi chú thích phù hợp với hình nào? Một bạn cần biết, hợp tử phát triển thành phôi rồi thành bào thai. Đến tuần thứ 12, tức là tháng thứ 3, thai đã có đầy đủ các cơ quan của cơ thể và có thể coi là một con người. Đến khoảng tuần thứ 20, tức là tháng thứ 5 thì bé thường xuyên cử động và cảm nhận được tiếng động ở bên ngoài. Sau khoảng 9 tháng ở trong bụng mẹ, em bé sẽ được sinh ra. Quan sát và trả lời. Trong các hình dưới đây, theo bạn thì hình nào cho biết thai được 5 tuần, được 8 tuần, 3 tháng và khoảng 9 tháng?